Thẩm mỹ Hồng Kông 51 Hàng Gà Hà Nội là địa chỉ làm đẹp hàng đầu, uy tín dành cho chị em phụ nữ trong suốt 25 năm qua. Với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, đội ngũ bác sĩ uy tín nhiều năm kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ, đặc biệt, Thẩm mỹ Hồng Kông luôn cập nhật và ứng dụng hệ thống máy móc công nghệ mới nhất trên thế giới từ các quốc gia phát triển ngành thẩm mỹ như Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, mang đến nhiều dịch vụ làm đẹp an toàn, hiệu quả. Công nghệ laser tanning thế hệ mới nhất 2016 ra đời là bước đột phá ngoạn mục trong công nghệ làm đẹp. Laser tanning, tiêu chuẩn vàng trong điều trị nám, đã vượt qua tất cả các công nghệ điều trị nám tàn nhang khác bởi sự thông minh và ưu việt của nó. Năng lượng của dải ánh sáng tác động chính xác và trực tiếp lên vùng da cần điều trị, phá vỡ chân kết cấu chân nám, triệt tiêu sắc tố melanin gây nám da, giúp loại bỏ nám và ngăn chặn nám tái phát. Với những tính năng vượt trội, công nghệ laser tanning thế hệ mới nhất 2016 đã mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc, thời gian điều trị nám nhanh hơn, hiệu quả triệt để hơn. Đồng thời, kích thích sản sinh collagen, tái tạo tế bào giúp trẻ hóa da, mang lại cho bạn một làn da sáng mịn, hồng hào. Không những thế, công nghệ này có khả năng xóa xăm nhanh chóng, hình xăm được xóa bỏ hoàn toàn mà không để lại sẹo sau khi xóa xăm. Với thao tác đơn giản, kỹ thuật nhẹ nhàng, đây chính là giải pháp xóa xăm hoàn hảo nhất với cam kết xóa xăm hiệu quả, an toàn tuyệt đối, không đau rát và không để lại sẹo. Tôi rất vinh dự được chuyển giao công nghệ trị nám hiện đại nhất cho Thẩm mỹ Hồng Kông. Điểm nổi bật của máy trị nám thế hệ mới này là có 4 đầu tiếp chuyên biệt, tương đương với 4 công dụng là trị nám, trị tàn nhang, xóa xăm và trẻ hóa da. Công nghệ này đem lại hiệu quả làm đẹp nhanh chóng, phù hợp trong điều trị sắc tố da và nội khoa, không hề xâm lấn, cũng không đau rát và bạn không mất nhiều thời gian nghỉ dưỡng sau khi điều trị. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Công nghệ laser tanning thế hệ mới nhất 2016 tại Thẩm mỹ Hồng Kông là ứng dụng vượt trội trong điều trị nám da mặt so với các biện pháp khác. Laser tanning đã chứng minh và làm hài lòng khách hàng bằng hiệu quả trị nám mỹ mãn. Đặc biệt, với ưu đãi giá cực sốc giảm 50% cho tất cả các trường hợp điều trị nám, được các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực thẩm mỹ trực tiếp tư vấn và thực hiện, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng, sạch nám và tự tin hơn. Thẩm mỹ Hồng Kông, địa chỉ duy nhất 51 Hàng Gà, Hà Nội.